Hiểu hiểu anh Unu chinh phục ạ. Toang rồi. Trận này coi như toang. Nono chinh phục à? Làm nào để kích được niềm chinh phục với con Nono này? Đập thật nhiều hết. Đều hiểu. Kiếm phó lên đan tay mà phang nhau thôi. Cái E này nó có được kích chinh phục không nhỉ? Một là xem nào. Lắp dùng sức in vẫn được. Dùng sức in vẫn được mà không có ao được không? Cái chinh phục của nó lằng hoằng lắm. Mà nhiều chiêu thức đéo được tính. Tôi cáo chỉ thực hiện cho đánh xa. Đéo chỉ định tường đánh xa. Tức là tường đánh gần là được. Lo gì? Rất được. Tôi nói toàn bảo anh cứ nắm lúc đéo biết bảng nào với bảng nào đổi liên xình xoạch. À, tôi nói nghe của em tôi nên là nó có vào nó đổi bảng mà mình chơi nó vào cái khoảng nếu thì lấy bảng nào nữa lại văn rồi dừng với nó pike à máy đái vậy có chưa chào gì thế này thì mẹ mình đi với ai thôi ra đi. Cái tích điện này khác đéo cái tích điện mua của ấy đâu nhỉ trong cửa hàng ấy. Ôi thế mà để lên kiếm phong thần ấy mẹ thì nhân tốt rồi này hai tốt à what the fuck cần lên này du không sao vậy đánh được dưới này cũng hai cầm tay nè đi à cầm tay AD còn solo được bot thì sao nó bọn nó chơi kiểu đéo thế này sao bị keo hỏi đi rừng à đấu thế công trừng phạt không hiểu cái này cần nhầm thôi rồi hay phép à mấy gì em lửa cây máu cũng về đi chết đi ra ai nhỉ ai AD AD ở ngoài quên rồi thiếu tiền đấy tại đâu à thì mình đánh nhau à tôi lên này đánh ngay tôi này đánh ngay Tương vong rồi. Rồi, nốt thằng này. Chạy đâu mày? Ven gánh tem. Nu gánh tem, ven gì? Không biết chứ gì. Hai tay leo lên. Thôi dọa thôi. Không có vẹo gì đâu. À đúng rồi, tí nó không có dừng thì mình sang vét nữa nhở. Ít có gì à? Hồi máu đâu? Gì đấy nào? Hai đánh một mà này nó giết ta. Để thằng Phai cầm trừng phạt nó giết, trời ơi. Đâu, thằng Phai không. Phai lên kiểu rồi, nhanh nhé. Đi, không mẹ thằng em lặn nhanh cái nhở. Lặn với chúng tôi này. Lặn với chúng tôi này.
pha lái cầu, nó gọi là bét lái cầu luôn chứ này. Mất top mà. Trời ơi, ganh khắp mọi nơi. Cục thế nhở. Đi ra đi vào đánh mình như thật này. Dòng này boss đây. Là con nu nu ăn mình thoải mái. Mình thoải mái thế thì ăn đi. Thôi ra giúp đi. Ăn cho nhanh. Tôi còn phải, tôi chưa phải mua đồ. Mẹ. Chưa phải mua đồ yếu quá. Nhưng mà ông ra ông đỡ được ít đam. Không phải đỡ đủ đam đánh rồi này. Ra đỡ được tí đam rồi. Mày không đỡ đủ đam ăn. Phải rồi. Cầm 2.000 tiền đấy, phải đéo đâu. Tôi sẽ giết nó luôn nhá, bắt đầu. À, top nhá. Đẹp, chưa kịp lên nó giết mẹ này. Bọn nó cấp 4, cấp 6 kìa. Ôi dồi ôi, à đây ơi. Thôi bỏ chạy, bỏ chạy. Loạn đeo gì ông nào bị điên này em bắt cái đấy vâng có chuông điện thoại ông nè 08 ạ ở trong ngõ 224 cẩn thận đấy người giao nhầm sang 007 đây 007 ở ngoài đường trong ngõ nhưng mà ở trong cái ngõ hẹp nữa. Ôi giời. Cái ngõ thứ hai đấy. Giao hàng anh em. Mình lấy hàng này. Năm. Tốt mất tí à? Hả? Không, tôi đang hỏi đấy. Đồ đan à? Thú vị nhỉ? Nhạc chuông của tụi anh hay không? Nó chơi vào rồi, nó chơi vào rồi. Cả lưới vào rồi. Ra đi, con mẹ thì xong rồi. Đông quá. Đi con mẹ, đéo đủ đam ạ. Sao quả đấy đéo đủ đam nhỉ? Biết thế, nếu đánh ăn cái bùa đỏ về luôn. Mẹ. Đông quá. Ơ sao đi con ba thằng vào à. Quả biết thế mình ăn mẹ bùa đỏ. Cái này lên cái đéo thì hợp lý nhỉ. Con nó lên này cơ. Ui mẹ nó còn bà lưu ạ, vãi cả lồn, chạy. Có gì đâu, hơn nó đến 2 cấp thì sợ gì con man phai này. Hơn 2 cấp thì nó có cửa gì đâu. Mito tôi ra đây, tôi ra đây Mito. Cầu tuyết đang lăn, lên đây. Lên. Con thằng này điên này. Ôi thôi, dập... Nè, công ty nó dập lại ạ. Thôi, hết chiều rồi. Con nu nu không đánh nhau 1-1 được.
đi. Ồ, đồng thế nhờ. Ok thì cơn mẹ nha. Ê, không vào người đâu ạ. Ui mày, mày quá. Đi Vinh đi nào đảo anh đi. Ôi, đéo. Thôi lô với con kém 2 cấp vậy thua được. Đánh áo bằng trụ mà. Đi đảo anh đi. Nó đảo không quá. Ủa, đâu rồi? Ông đạo đâu rồi? Thanh niên đi giao hàng rồi. Đi con mẹ nó nhảy được qua tường ạ. Ui, đi con mẹ bọn này nó đông thế nhở. Đi đâu? Ôi đi con mẹ nó đồng hồ cát đó. Căng vậy. Căng thế thì chịu rồi. Mẹ à. Đào ơi con ti ông đang bắn con ti chết thằng tao này. Ôi cấp 5 đi con ti đéo. Ờ chết mẹ. Lấy ở nhà lên cấp được đéo đâu. Đây lên đây rồi đừng sợ. Kìa bị kẹo mình nhảy đi. Mẹ quả thương măn thằng tao nó nhảy qua tường nó thoát được cái chói mà. Đéo gì đây. Thế nào mà lại thua được nhỉ. Nó khô cấp khô đồ ấy mà đánh lại thua được. Cuộc sống hả? Mày phải lên không xét rồi, thằng nhà khó chịu ấy nhở. Dùng cái rớt tránh cái quỷ ở vào. Mà đi. Có hân mày à? Đào ơi. Đâu có đâu thế, đi hai. Đánh không? Xuống à, đánh. Ô máu. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, bọn nó chẳng có gì đâu. Ôi đi mày. Ăn đi ạ, ăn đừng nói rồi. Chẳng có một cái CC gì lên nữa cấp. Giỏi rồi. Đánh đi. Ui, này vẫn chết rồi. Không. Ông gà quá chứ làm sao nữa. Dòng nè đây ơi. Một phần cây máu xong vì ông đéo đánh làm nó con tim của người tôi. Thôi đi, không đánh cái là cái gì. Vãi lìn nè. Mẹ. Con mẹ thật đây. Đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi. Làm gì còn đám. Sao đánh đi. Nấp vào đấy làm gì. Nấp làm gì nữa. Đánh đi. Ba chậm vãi. Úi dồi ôi. Combo gì đây. Thôi ăn dòng đi. Ăn dòng đi. Quả đấy không tráng nó. Pha đấy không tráng nó. Rồi về ăn dòng. À, thằng tao con vào. Đánh luôn. Nó tàn hình rồi. Thôi lùi đi. Thôi lùi. Qua đi. Đi con mẹ tốc biến lên hai cái tốc biến ạ. Tà đoàn tà đến thành quá. Execute.
Ui đi peo ấy. Mất đi. Đi co về cuộc đời. Đám nhỉ, nhưng nó chỉ cùng. Thì vẫn xanh thế mà vẫn không làm được gì. Được, có cái hộp đẹp thì dính mấy á này vào hỏng. Mấy á cái hộp. Không thể. Chỉ nào chạy không đấy thôi. Không gì được. Thế kéo nào mà 2 đánh 1 ở dưới boss nhưng mà có thể nó ép không thích à? 2 đánh 1 thì tôi có đánh đéo đâu. Này luôn. Còn người nó yếu quá rồi, không còn Asus nó được. Nó không con Asus dùng đam phát không chết được, chúng tôi ai đó làm gì được. Con Asus nó trâu. Thế với gì? Đây hàng luôn được. Thì phải là ăn trụ đầu luôn này. Đâu rồi. Đi con mẹ cuộc đời. Ôi giời ơi, AD ơi. Thôi, không gì được. Qua người. Để thằng sợ thôi. Em hai mẹ luôn. Nào mà. Đó không hiểu vì sao Riven đánh lại thua mặt hai. Nó xanh như thế rồi mà đánh lại thua nữa. Màn sai nó trâu lắm, đi kìa. Nhưng mà nó xanh hơn hẳn 2 cấp hơn đồ mà đánh lại vẫn thua được. Tầng 5 thì đéo là được mà phai. Thật nhiên à. Mà phai nếu mà gì mà biết gì mà. Ê, như kiểu con La Sút nữa đánh với Tim Hồ ấy. La Sút xanh ăn thì đéo là được Tim Hồ. Xong ăn được, La Sút máu xanh luôn nó đổ bổ 2 cái. Tim Hồ chỉ đoạn đầu thôi. Còn khắc chế thì mua vãi đái rồi. Ôi trời ơi, bắn thế. Được vãi đái rồi. Bây giờ nó mới thành chứ lúc đấy nó thọt vãi đái, lúc đấy nó còn chưa nổi một đồ mà. Không, nó xúc, nó sẽ đau. Cái quả quy của nó đau á. Bước để tránh. Nó phải nhanh hơn em bên này. Cái quy tránh được kìa. Nước để đỡ cái quy không á. Một cái giáp để đỡ quy không á. Trời ơi, ông cõi thế. Không biết là nó có mắt à? Thôi bỏ. Chẳng nhìn thấy đánh Asus, đánh Asus. Nhưng ông định nghĩ nó đánh nghiên thì mình đánh. Được. Trụ vẫn còn gì đó, có cửa rồi, ăn rồi. Và nó bắt rồi nhá. Đây xong. Thì sao bọn nó kiểm soát quanh đây rồi đó làm gì được. Đánh luôn này. Ui dồi ôi. Ây. Chui đấy làm gì được. Ai cứu. Chui đâu? Ở đây thì sao làm? Chạy đâu rồi? Rồi farm còn thua ở rừng đấy. Yeah.
300 cơ. Chết luôn. Con Azot bị CC rồi chết. Nó xuống bot kìa. Quay quen AD đâu. Xuống. Ăn dòng, ăn dòng. Có chết cầm Talon không chết à? Có. Tôi chết rồi. Chết nó thì trắng. Dòng này. Đánh cái mắt đi. Mắt nào? Răng nào nó chả nhìn thấy rồi, nó nhìn thấy con cua rồi, nó thấy mà đeo. Ê, đi ra để mắt đấy nó dịch chuyển xuống. Mắt đấy không dịch chuyển được, mắt này, mắt của thấu kính không dịch chuyển được. Tôi nghĩ viện ít. Chán không? Toàn tôi gánh tem. Nhớ có gánh cái gì ạ? Thế nhân toàn tập. Ba bốn bảy hiểm kêu. Rồi. Thôi lùi ra. Và đánh vào lùi. Ôi đi con mẹ con Talon nhảy vào. Ôi giời ơi. Thôi khó. Đéo có đam. Team mà nó tụ đập nhanh bái đái. Team mình đánh kiểu lúc đó nó không thiếu người. Cứ mẹ vào đây. Cứ mẹ vào đây, cứ ở đây này. Ôi giời. Cảm giác đấy cứ yếu thế đéo nào. À đấy yếu mà nó có mạnh đâu. À đi nhẹ lúc đầu cho ăn bao nhiêu chán. Xong rồi mới lên nước mắt này. Trời ơi. Mẹ. Chẳng cần một ai. Bất kỳ ai cũng có thể. Boss này, boss này. Mà sao nó cũng đẩy free kìa. Boss thì ông xuống thủ đi. Mới ông gần boss nhất ông hỏi kêu. Đang xuống đây. Mày lên đội tấn tốc quá đi. Mà nó khỏe vãi cả lìn à. Không đủ đam chết nó đâu. Rồi 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 chạy đi chạy đi chạy đi. Chạy được kẹt thì dính về kẹp rồi. Để đó mất máu ông lên quỷ thư đi ông ơi. Phải hai người có quỷ thư. Đi đỡ được. Rồi rồi. Nhìn là team nó lúc đéo nó cũng tập trung rất là nhanh nhá. Phải là team nó mấy thằng Talon với cả đấy nó cơ động quá. Con nào sớt. Lên kháng phép đi chứ còn gì nữa. Không à.
Úi dồi. Úi dồi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi ulti cho. Đừng đi, máu đánh đi. Ulti của ông thì được 3 máu, đòi ulti. Ulti của tôi là 2000 máu. Hai cất thế. Ông thấy cái của tôi đã thấm vào lưu em đấy chưa? À, quan trọng là con nà sốt thì kìa, ai ông lên quỷ thư đi, hai người quỷ thư, hai người quỷ thư mà vẫn đéo ăn thua, mẹ nó hồi máu vãi lìn à. Là sốt cũng chỉ đến thế mà thôi. Thằng này tôi xanh vãi đái rồi đấy. Có cái mảnh chân băng ở đâu ra vậy? Nó còn muốn một cái gì kia? Đánh nó đi, đánh nó đi. Nhảy vào cái kem nữa. Kem đây anh ấy. Đỡ đùa đó. Sợ gì? Chấp luôn bay vào đây luôn. Rồi xong. Chạy đâu? Cả cả ulti cả tốc biến để chạy. Ăn mà con không? Ăn mà con không? Cơ hội này. Ăn được không ăn? Nó có mắt rồi. Không, không có mắt đâu. Nãy giờ đéo ai ra đây cắm mắt. Tôi vừa đánh mắt xong. Thôi được. Bỏ đi, con mẹ nó có mắt thật. Đéo được người, đéo được người. AD đéo có. Thôi bỏ đi. Lưng nó bấm. Bảo nó có mắt rồi, không nghe. Thì mẹ nó ăn vòng. Xuống đây, đang theo đây. Đang đang xuống đây, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Ừ. Xuống lại. Còn mẹ không vẫn chết kìa, lên đánh đi ơi, đang bị choáng ấy thôi, không nhìn thấy à, đi đánh thằng sao. Mày nhờn mấy tao này, không không đủ máu, máu à đâu, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. À đây cắn cắn con lính là có máu à, anh nhé. Ngạo gánh tem. Không, anh làm cá giúp gì. Quái ăn ăn rồng nhỉ. Được. Loạn thằng ngầu ấy, quái mình đéo nhìn được khoan được rồng không. Là rồng chúng mở thân hỏa. Rồng cái đái vậy. Anh chưa mở. Có mười mấy nghìn nữa mà. Tôi cũng chưa mở này, mẹ quên mất. 100 RP 50 nghìn thì đéo nữa. Ít, đâu rồi, băng em tinh hoa lam được mà. Tính gì tinh hoa lam hả? Tinh hoa lam mở được đấy. Ừ. Sao của anh lại bắt mở bằng RP nhỉ? Chả biết chơi giỏi quá. Rồi rồi, tôi về tôi mua nốt đồ nhá. À được, tôi đủ tiền cơ. Thôi tôi farm cái tôi về tôi mua nốt. Mua đồ à? Mày lên cái xì gai thì không có vã chết gì mất. Trận trước là bọn nó ra bị không liên tiếp. À bọn nó ra kiểu ấy, nó ra kiểu từng thằng một. Nó bị tôi chói hết cả ba thằng chả chết. Tin đã ra ở bọt nha. Cả đi ulti tôi nhưng mà ulti đéo đủ lắm. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy vào, đẩy vào, đi vẫn xuống đây đi, đi vẫn không đẩy lè được, đi đi xuống đây đi. Đứng ở trên đây làm gì? Ok, là bị ngáo đá. Đi đi, kìa, một thêm đi nó kìa. Xong. Ba thằng nhảy vào ulti mình đéo hiểu.
Ôi đó là gây lên chuyên nghiệp đi. Đẩy luôn, thằng bọn nó đấu về, đẩy luôn. Ok. Con sinh ra này không tính tiền. Thôi nó thanh trụ luôn, một khi tôi phải ngại. Không vai đẩy thẳng luôn, team phải sợ. Mày na sót đẩy qua đi. Thank you.